Cụ thể, Europol cho biết đã triệt phá hoàn toàn đường dây buôn ma túy do các đối tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất điều khiển sau khi thực hiện chiến dịch trong suốt 3 năm qua. Chiến dịch có sự tham gia của lực lượng cảnh sát từ hàng chục quốc gia, trải dài từ Brazil đến Tây Ban Nha qua Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ bắt giữ cuối cùng được thực hiện ngày 12 tháng 6. Theo Europol, giai đoạn cuối cùng của chiến dịch được đánh dấu bằng việc cơ quan bảo vệ dân sự Tây Ban Nha phát hiện 700 kg cocaine trên một chiếc thuyền ngoài khơi quần đảo Canary cảnh sát cho biết tổng cộng có 40 đối tượng đã bị bắt giữ ở 6 quốc gia.